Ừ, thế đây thì kiểu gì? Đây đây, được cái này đẹp này. Đấy. Thế là hết sạch rồi còn gì nữa. Chào các bác nha. Đấy, hai anh em đi đánh chim chào mào đầu năm mới này. Đấy, đánh trên cái mẫu lưới mà mọi lần gửi cho anh em. Ui, đây được 3 con một chỗ. Tay này thì là cái tay 10 mét thôi anh ạ. Đấy, nó có khổ 10 mét, 15 mét, 20, 25 và 30. Anh thử ra xem con này là con đực hay con cái đây. Quá đẹp rồi còn gì nữa. Như ý muốn nhỉ. Ý. Kiếm con này quá đẹp, con này con đực ha. Đực cả đôi. Đâu? Ừ, thế đây thì kiểu gì? Đây đây, được con này đẹp này. Đấy. Thế là hết sạch rồi con gì nữa. Lưới này hiệu quả. Cái lưới này là mất 4 phân nha anh em nha. Tháo dốc lông này. Ui, con này còn được rồi. Nha. Dạ, khụp. Được cả 2 con, còn dưới gỡ nhanh không ở trên. Anh có mang túi bổi không? Anh kéo kéo lại một bắn móng. Đây này, kéo xuống. Kéo lại. Ừ, con này đẹp ghê nhỉ. Xin già to nhỉ. Con được yêu máu mẹ đỏ chót màu. Thế có công rồi nhỉ? Có rồi. Coi như được tay lớn. Là mấy lít rồi. Đấy, chờ mà mùi ác lên cho ra phát chơi ngay. Gỡ khéo, gỡ khéo. Nó có cái ấy. Gỡ gỡ cái đầu nó trước hơn cái cánh. Cánh. Dạo này đẹp đấy. Nhưng mà đây liệu còn nữa không? Không cầm túi à? Quên, nó cầm túi rồi. Ê, chết. Không có cái. Để đưa nó cầm nha. Anh gỡ kia đi. Anh đưa nó. Ý, cái này to à? Đấy. Để nó cầm bộ đi. Đấy, ngon rồi. Nào, nó chót anh em. Đấy, đối với anh em nào mà đang có nhu cầu sử dụng cái mẫu lưới đánh chào mào này thì liên hệ cho em nhé. Lưới này của nó là 6 diềm 5 túi. Đây được con nữa này. Bánh cái này thường thường sẽ bắt được cả đôi. Dưới. Đấy, dính dính từ màng này mà. Đâu? Từ bên trong chỗ mồi vào. Con này con đầu buổi nó cắn chết mẹ rồi. Đây, cắn chết đấy. Chết đâu, nó vừa há mồm này. Chết chưa? Ôi đi kéo con đéo thì nó cắn chết mẹ rồi. Hay cắn. Bị cắn rồi. Đây lông lá nó rách cả lưới đấy. Chết nó chết đéo. Chết đâu mà chết này. Lè lưỡi đây rồi. Con này con nào cắn rồi. Đéo biết. Nhưng con đấy con cái đó sợ. Hả? Cắn tôi gì? Biết là được cái rồi. Chắc là nó bị ấy thôi. Bị kiểu như cuốn lưới lâu quá mình không thăm mà chè cháo không hết. Nhưng thôi dù sao được một con là hay rồi. Thôi thì mẹ điên thật. Không, sáng ngày ra phải 6 rưỡi 7 giờ nó mới đi ăn trong vòng nửa tiếng đầu chết nào đấy em. Đây được con màu xanh nữa này anh em này. Cái dòng này thì nhỏ. Dòng này đánh thì nó không có đem lại kinh tế thì thịt thôi nha. Đấy, nhưng lưới này thì được anh em sử dụng nhiều bởi vì đánh hiệu quả. Đấy, các bác đi đánh chào màu đấu mà ví dụ gặp những con nào khôn, ví dụ như đôi này chẳng hạn này, khó đánh thì các bác có thể là tham khảo sử dụng cái mẫu lưới tàng hình thì nó sẽ hiệu quả hơn. Còn đặt hàng mua lưới thì em để số điện thoại góc màn hình video. Đấy, các bác điện đến thì em lên đơn hàng gửi cho các bác. Đấy, còn bây giờ thì hai anh em tiếp tục triển khai. Kia hình như còn một con mũ nữa anh ạ. Anh Lam ơi. Kia còn con mũ nữa đậu ở ngọn tre kìa. Nhưng mà con kia giọng nghe điếu. Đâu? Queo queo. Cái ngọn tre kìa. Vẫn còn mà. Nhưng mà nghe đâu, giọng nó không hay. Ui vẫn sống ấy, vẫn há mồm ấy. Anh đéo gỡ nó. Đây này. Bị con mắc gì lưới. Ngủ, không phải mắc lưới. Rồi con đấy con cái bỏ. Làm con này, làm đôi lít là ấm rồi. Ok anh em nha.
Đấy, bác nào mua lưới thì liên hệ cho em.